First Banana. Mình là Chuối đây, thì hôm nay mình sẽ chơi một cái game tên là Pokemon Go. Ok, thì hiện tại mình đang chơi trên điện thoại là iPhone 6 của mình. Đây, các bạn có thể thấy đây là giao diện chính khi mà mình vừa vào game. Ồ, xin chào, tôi là Tiến sĩ Weeblo. Để mình chỉnh âm thanh tiếng nhỏ lại một tí. Hiện tại là tiếng nó lớn quá nên cũng hơi khó nghe. Mình chỉnh tiếng nhỏ lại. Ok, bạn có biết là trên thế giới này có tồn tại một loại Pokemon. Pokemon có ở mọi nơi trên trái đất. Nó thì chạy khắp mọi nơi, bay trên trời, hoặc là sống ở những cái vùng núi, hoặc là trong rừng, hoặc là gần những vùng nước. Tôi thì dành tất cả thời gian của tôi để nghiên cứu chúng và cái sự phân phối. Bạn, will you help me? Bạn có thể giúp tôi nghiên cứu chúng hay không? Ok, tuyệt, tôi đang chờ một cái ai đó để giúp tôi. Tôi sẽ tìm, bạn sẽ cần tìm và thu thập chúng ở mọi nơi. Ok, bây giờ hãy chọn cái phong cách phiêu lưu của bạn. Sẽ chọn là nam đi, nhân vật mình là nam. Nữ, nam đi. Ok, để coi tóc tai nè. Trước tiên là màu da. Da trắng, da đen. Anh da đen, da vàng, da hồng. Ok, màu này mình nghĩ là ok. Tóc, màu màu xanh, màu tím, màu nâu, màu vàng. Ok, mình nghĩ là mình là chuối mà mình là tóc vàng. Mốt chắc mình cũng nhuộm thành tóc màu vàng luôn cho nó máu. Mắt thì mắt màu đen, mắt màu xanh, mắt màu này, mắt xanh này đi. Sky. Đây là cái nón. Để coi, nón này đẹp nè. Đây cái áo. Áo màu vàng luôn. Quần. Coi quần đây. Quần nhìn gây vãi. Màu này đi. Đây giày. Bây giờ giày màu vàng luôn. Ba lô. Màu đây. Ok, màu vàng. Một bộ tông sạc tông. Rất là ngầu. Nhìn rất là would you like to say. Ok, mình sẽ kết nối cái camera của mình. Gần đây. Here someone will you have to cast one. Ok, ở xung quanh mình có ba cái con Pokemon. Để coi bây giờ mình sẽ bắt. Mình coi Gukini nè, ếch kỳ diệu nè, khủng long. Charmander, mình nghĩ là mình sẽ bắt con Charmander. Ok, thì bây giờ mình sẽ cần bật cái chế độ camera. Mình sẽ bật. Tại hiện tại mình đang chơi trước màn hình đấy các bạn. Rồi các bạn thấy nè, nên mình đang ngồi trước máy tính, trước màn hình. Giờ mình sẽ bắt cái con này. Mày vô đây. Vô đây. Đã bắt được cái con Charmander đầu tiên, mình sẽ được 600 điểm kinh nghiệm. Ok, thì Pokemon này đã đăng ký được Pokédex. Anh này Charmander này có trọng lượng là 14.31kg, chiều cao là 0.76m. Đây có một số thông tin candy. Level tiến hóa hình như là level 25. Hiện tại level này là level 1. Kỹ năng là kỹ năng, có hai kỹ năng. Skate là đánh thường. Dam thì khoảng 10 dam. Còn kỹ năng Flame Thrower là kỹ năng lửa. Dam thì là 50 dam. Ở đây coi còn cái một số tính năng gì.
có ngôi sao này là gì nhỉ? Mình còn không biết luôn. Ok, tích vô. Ok, bạn là một cái người huấn luyện viên tài năng. What shirt icon for you? Ok, thì ổng hỏi là mình đặt tên. Tên của mình là gì? Mình sẽ đặt tên của mình là Oops Banana. Oops Banana. Các bạn nào chơi thì có thể ép đích mình nhé. Chỉ được phép ký tự và số, hình như không được khoảng cách, vậy mình sẽ viết liền. Để mình tắt tiếng Việt đi. Oops Banana. Ok. Yes. Ok. Ủa sao cái tên này không có sẵn à? Icon. Mình sẽ phải đặt khác rồi. Hình như có người xài tên này rồi. Banana. IT đi. IT là viết tắt của chữ YouTube á. Yeah. Đó là một cái tên thật tuyệt. Nice to meet you. I will have Pokemon during explore. You can find some. Yeah, now exploring. Hope so. Ok. Bây giờ chúng ta hãy đi thu phục Pokemon nào các bạn. Sao xung quanh này không có cái con nào ấy. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ đi ra khỏi cái ngồi, ra khỏi cái máy tính này, mình sẽ bắt đầu đi tiến hành thu phục Pokemon. Ok, thì mình nghĩ là tập 1, để coi còn một số tính năng gì không, mình giới thiệu cho các bạn coi. Hiện tại là đây là cái khu vực mình đang sống. Đây là có một cái bờ sông, hy vọng là tí mình ra đó mình bắt được cái con Magic Carp nào đó. Ok, đây có những cái mục là Pokédex nè các bạn. Ở đây có Pokédex. Ở đây là shop. Ở đây là shop. Mình phải mua bóng để bắt. Còn cái Incense thì này cái gì mình cũng không biết nữa. Lucky S, quả trứng may mắn. Ba lô. Một số thứ Pokemon Store Upgrade. Hiện tại. Wow. Hình như máy mình bị crash rồi, để mình vô lại. Hiện tại thì nó có bán xu nữa, các bạn chắc mà có thể mua xu qua cái App Store. Thì mình download cái game này ở trên cái App Store của mình. Để coi mình khám phá Pokemon. Hiện tại mình chỉ có một con Pokemon thôi. Trứng thì mình chưa có trứng nào hết. Công nhận chơi cái này máy mình nó khá là nóng nha. Chơi một tí là điện thoại mình nóng rồi. Item để coi nó có cho mình dùng hai cái Ancient Mastery. Pokemon thì mình mới vô nó cho mình 50 quả bóng. Shop. Để mình coi lại cái phần đó coi nó có gì không. Con hiện tại mình chưa có xu. Mình muốn có Pokécon thì mình phải nạp đô vô để mình mua. Một đô thì khoảng được 100 con. Để coi 100 con thì được 20 quả bóng. Thì suy ra mỗi quả bóng thì khoảng tầm 1.000. Nói chung là giá cũng khá là hợp lý, không có mắc lắm. Ok, thì mình nghĩ là hiện tại trong nhà mình chắc không có Pokemon nào đâu. Mình phải chắc phải đi vòng vòng. Mình ra khỏi máy tính, mình đi vòng vòng để mình bắt Pokemon. Ok, nếu mà mình bắt được nhiều Pokemon thì tập sau mình sẽ review cho các bạn coi. Hy vọng các bạn thích xem series Pokemon Go này. Ok, nếu bạn thích thì nhấn like.